Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 1 trên 6 của bài 12 Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái từ mới của bài Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Thứ nhất chúng ta có từ tiêu Tiêu âm ấn Việt là đu à, Thì không thấy còn dùng trong tiếng Việt của mình nữa à, Cái nghĩa là mất hoặc là lạc mất Chúng ta xem các ví dụ bên dưới Chín à, thiên thai tiêu liền là Chin thay tiêu liền là chúng ta có một cái từ mới là tiêu liền là mất mặt, tiêu liền là mất mặt. Hôm nay mất mặt quá. Có việc gì vậy? Tôi đi uống cà phê. Tôi đi uống cà Tôi đi uống cà phê. Tôi đi uống cà phê. Tôi đi uống cà phê. Tôi đi uống cà Tôi không có mang vì sao mà lại nè? Vì sao lại Tại sao bạn không gọi một cuộc điện thoại để kêu tôi đến vậy? Như vậy chúng ta có tài sản, tài sản là mang theo tiền. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc cái đoạn đàm thoại này. Chín thiên thay tiêu liền là Dù <cười> 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 kế tiếp chúng ta có từ thứ hai là từ hải sơ, âm hán việt là hài tử thì hải âm hán à, việt là hài vẫn còn dùng hài nhi, à, chữ tử cũng còn dùng nhiều. Ừ, chúng ta sẽ tìm hiểu với cái nghĩa thứ nhất là con hoặc là con cái. Chúng ta xem ví dụ nào truyền băngăng xin truyền băng băng họ ông ơi giúp dù tôi một chútiền <laughs> băng băng việc gì vậy của tiêu làải dưa là của tiêu là dư là tôi bị lạc mất đứa con câu có hai từ là một là sao động từ hay là cuối câu là chỉ cái hành động đó nó vẫn còn đang tiếp diễn như vậy tôi bị lạc mất đứa con mà bây giờ là vẫn còn đang cái tình trạng bị lạc đó chưa tìm được

Wǒ diù le hái zi le. Ni dèng yī xià. Wǒ men yī dìng Kế tiếp nữa chúng ta cũng tìm hiểu từ hải sư này với một cái nghĩa khác đó là trẻ em hay là trẻ con. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Trư cơ hải sư hẳn khờ ai à? Trư cơ hải sư hẳn ai à? Cái đứa trẻ này thật là đáng yêu hay là dễ thương cũng được. Khờ ai, ông nói việc là khả ái, đáng yêu, dễ thương Tuy à, thá sư mì của mà Tuy à, tha sư mì của mà Đúng vậy, nó là người Mỹ phải không? bố không phải thá sư phà Nó là người Pháp Và chúng ta có thêm hai cái từ mở rộng là nản hải Hay là chúng ta cuốn lưỡi thì là nản hải là, là con trai Nì hải là, là con gái à, Chúng ta cùng đọc cái đàm thoại nha

Giang sờ, giang âm Việt là dạng Nằm ở trong dạng thức hình dạng vẫn còn dùng à, Từ thứ hai là Âm ở Việt của từ xưa là từ tử cũng còn dùng nhiều à, Thứ nhất à, có nghĩa là dáng vẽ hoặc là hình dáng Dùng đối với dùng đối với con người Chúng ta xem ví dụ quên, giao à quên, giao à Xin hỏi anh cần tìm ai Anh cần tìm ai vậy

nó cũng dùng ở cái hình thức lặp lại pam pam ta à, hình thức này giờ chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần kế tiếp nè thứ nhất trong tiếng hoa tính từ có thể dùng dưới cái hình thức lặp lại thứ nhất à, nghĩa của từ nó sẽ tăng mạnh lên thứ hai từ được lặp lại phía sau sẽ được đọc thành thanh một thanh nhất á và thứ ba là phía sau cái từ lặp lại luôn phải có cái từ tơ chúng ta khảo sát ví dụ bên dưới À, ví dụ như ta là lớn Thì ta 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 ta, ta Rất lớn hoặc là rất to Chứ không phải hơi to to nha Thứ hai là pang Pang là mập Như vậy pang pang ta Thì là rất mập Chứ không phải là hơi mập mập Chúng ta lưu ý như vậy Hoặc là hào Hào là tốt gì đó à, Hào hào ta Ví dụ hôm qua Nó vẫn còn rất là khỏe mạnh Khỏe ru Chỗ thiên ta, ta. Chỗ thiên ta họ như vậy họ ho chứ không đọc là họ họ nha à, Lúc đó ta sẽ dịch là rất khỏe Rất tốt gì đó à, Và kế tiếp nữa Từ gian giờ này à, Chúng ta khảo sát ở cái nghĩa là kiểu dáng Thì lúc này nó dùng cho đồ vật Kiểu dáng thì là dùng cho đồ vật Chúng ta xem nè Nì khan cơ sầu chi <laughs> gian giờ Yang. khan cơ sầu chi tờ gian bạn xem trước cơ sầu chi thời gian giờ gian giờ sổ chi là điện thoại di động sổ chi <laughs> gian là kiểu dáng của cái điện thoại di động bạn xem kiểu dáng của cái điện thoại di động này trước cơ sầu chi thời gian giờ chậm với thế nào bạn thấy cũng được ta có thể dịch là bạn thấy kiểu dáng của cái điện thoại di động này thế nào hẳn họ khan hẳn họ khan à, rất đẹp họ khan là đẹp Ni chai ta? nhi chai ở哪儿买的，bạn mua ở đâu vậy, 诶, ta ở哪儿买的，在商店买的，在商店买的，mua ở cửa hàng. thì trong tiếng hoa phải luôn luôn là ở đâu, xong mới làm gì, ở哪儿买的，在商店买的. Ta. chúng ta cùng đọc nè. nhìn ta Chai sang tiên thoại ta Mua ở Sai sang tiền mai ta. Như vậy chúng ta có mở rộng là từ sổ chí. Sổ chí là điện thoại di động. Lượng từ thì nó có một hai cái lượng từ. Trước hết chúng ta cứ dùng, dùng từ cơ đi cho nó dễ nhớ. Trước cơ sổ chi mai dĩ cơ sổ chí. Chúng ta dùng từ cơ cũng được. Cái tiếp nữa ta có từ rèn chiên. Dàn chiên, ông nói việc là nhãn. À, từ dèn không là nhãn thì chúng ta vẫn còn dùng nhãn khoa rồi đó và từ chiên là chữ tinh từ ngay chúng ta có thể đọc thành khinh thanh là dèn chiên dèn chiên đọc nhẹ thôi à, từ chiên thanh gốc là thanh nhất nhưng mà chúng ta có thể đọc khinh thanh dèn chiên có nghĩa là mắt rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới xéo lì thiên số này hấn xì hoan xèo lín tâm mê mẹ bạn lý à nghe nói bạn rất thích

Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nè. Xéo lì thiên số nì hấn xì hoan lín mê mê. Tôi à, và hấn xì hoan thá. Ní xì hoan tài thay khở ai là. Rồi, từ khở ai vẫn nhắc lại thêm một lần nữa. Khở ai là đáng yêu, dễ thương. Chúng ta cũng từng gặp nó rồi. Và đến đây thì chúng ta kết thúc phần 1/6 của bài 12. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip kế tiếp. Xin chào mọi người.